Học là một con đường dài, đòi hỏi người học võ không chỉ có tài năng, đam mê hay sự khổ luyện. Đó còn là một hành trình vượt qua những giới hạn của bản thân và cuộc sống để chinh phục những mục tiêu to lớn hơn. Và trên con đường đó, tôi đã thấy rất nhiều những nhà vô địch thực sự. Họ đã chiến đấu và chiến thắng, đem lại những vinh quang cho bản thân, cho dân tộc và cho môn võ thuật mà mình theo đuổi. Sức mạnh nào để tạo nên một nhà vô địch? Và quan trọng hơn, võ thuật liệu có còn nhiều ý nghĩa trong cuộc sống hiện đại ngày nay? Để đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó, tôi quyết định lên đường cho hành trình mới của chương trình Con Đường Võ Học. Để bắt đầu cho hành trình Con Đường Võ Học năm nay, tôi sẽ đưa các bạn tới gặp một người bạn cũ. Ủa, chú Tùng. Dạ, chào chú. Nguyễn Trần duy nhất, võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp với hàng loạt danh hiệu vô địch trong nước và thế giới, được người hâm mộ ưu ái đặt cho danh hiệu Độc Cô Cầu Bại. Hiện nay, duy nhất đang đào tạo cho các thế hệ võ sinh Muay Thái tiềm năng và phát triển các giải đấu võ thuật ngay tại No One Muay Thái của mình. Dạo này chú khỏe không? Khỏe. Dạ. Đang tổ chức giải à? Dạ, ở đây con đang set up mọi thứ để chuẩn bị chiều nay con làm cái giải final. Yeah. Giải đấu này khoảng một tháng là con làm một lần. Ở đây là con mời các cái câu lạc bộ ở ngoài. À. Thì không những riêng về Muay Thái thì Quyền Anh rồi tự do của Boxing Việt Nam mình ngày xưa, rồi nói chung là rất là nhiều các câu lạc bộ như vậy thì họ cũng phát triển cái nền võ thuật và họ cũng muốn là có cái nơi để thi đấu mà không ai tổ chức hết. Yeah. Đó, cho nên là con sẽ tổ chức nhiều hơn để cho các bạn có cái nơi cọ sát. Thì chú biết là võ sĩ phải thi đấu nhiều mới giỏi, chứ còn tập mà tập với bao cát hoài thì biết bao giờ mới giỏi. Phải thi đấu, phải thực chiến, thi đấu nhiều. Theo con nghĩ thì võ thuật hiện bây giờ nó có áp dụng vào thực tiễn để vào đời sống hay là học võ chỉ để mà tranh giải, để đánh đấm? Đây cũng chính là cái thông điệp mà con cũng muốn gửi đến các bạn trẻ. Thứ nhất là mình tập cho khỏe, thứ hai là mình có thể tự vệ được. Còn thứ ba nữa thì mình có thể dùng võ thuật để mình giảm cân đối với những người mập hoặc là còn những bạn ốm quá thì mình tập mình kết hợp với ăn nó bự ra đó. Chú thấy là những đứa nhỏ mà được đi tập mà võ thì nó có cái tự tin rất là cao, và cái thứ hai là cái tính mà tự giác và tôn sư trọng đạo rất là tốt. Ở giải đấu lần này thì con tổ chức là có những cái hệ phong trào là những người mới tập luyện chưa từng lên sàn đài thi đấu, nhưng mà họ có một cái niềm đam mê là muốn thử mình giống như là vận động viên đó. Thì khi mà đấu thì con có bảo hộ cho các bạn rất an toàn, rồi nón, rồi đeo bọc chỏ, rồi đeo ống chân bảo vệ hết để các bạn đánh, để mang tính chất gọi là cọ sát đầu tiên. Sau đó thì hết cái hệ phong trào là con tới hệ bán chuyên nghiệp, là dành cho các huấn luyện viên. Những bạn đã từng thi đấu nhiều rồi thì những bạn này sẽ đánh thể thức bán chuyên nghiệp, là mình sẽ không có đội nón nữa, là sẽ quýnh thi đấu gọi là tinh thần gọi là quyết liệt hơn. Dạ, đó. Rồi còn cái hệ cuối cùng đó là hệ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là các bạn sẽ tháo hết, chỉ đeo mỗi cặp găng thôi, là các bạn sẽ thi đấu đỉnh cao nhất. Là một người học võ và đam mê võ thuật, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để được chứng kiến tận mắt những trận đấu đối kháng hấp dẫn của giải đấu này. Những trận đấu ở hạng phong trào với những vận động viên chưa từng một lần lên sàn đấu, nhưng thực sự là những trận đấu của lòng dũng cảm, của tinh thần nhiệt huyết và máu lửa. Tận dụng những đòn tay áp sát của mình. Đã quay đúng không?
đầu tay của Ngọc Trung. Và chúng ta đã quyết định điểm số 29 cho cả hai vận động viên và hai đồng viên qua điểm. Xin mời võ sĩ Nguyễn Trần An Thọ đến từ câu lạc bộ Trăm MMA. Xin mời võ sĩ Châu Sơn đến từ câu lạc bộ Rất Ngon Phải. Xin mời võ sĩ Nguyễn Trần An với những võ sĩ hạng bán chuyên, sàn đấu là cơ hội để kiểm chứng về khả năng, kinh nghiệm và quá trình khổ luyện, sự hấp dẫn của những đòn thế, lôi cuốn và đem lại sự phấn khích cho tất cả khán giả. Cũng mở ra một cái phòng tập và nơi đó là có được cái sân chơi để mọi người cái niềm vui thích giống mình cũng tới tập luyện chung đó, có sở thích. Xong rồi từ cái sự tập luyện chung đó là mình lại tìm kiếm ra được cái nhân tố, những cái người có năng khiếu cũng như là những người có thể yêu thích bộ môn này giống như con và cùng có thể phát triển. Mà trong võ thuật mình là kêu là truyền nhân á. Dạ. Trận đấu cuối cùng của giải, trận đấu tranh cúp vô địch chuyên nghiệp hạng cân 60kg giữa hai võ sĩ Trần Duy Hiếu đến từ câu lạc bộ MMA Fight Academy và Ngô Vượng Đạt đến từ câu lạc bộ No One Muay Club. Với Ngô Vượng Đạt, tôi đã có dịp được tìm hiểu câu chuyện về chàng võ sĩ trẻ tuổi này. Bạn Đạt là cũng tập ở trong câu lạc bộ cũng hơn 4 năm rồi. Wow. Ngày xưa thì lúc đó Đạt vô là Đạt vẫn còn trẻ. Chỉ mới lúc đó là Đạt vô đây là mới Đạt mới 15, 16 tuổi. Đó, thì vô tập luyện từ những ngày đầu sơ khai mới. Con cũng truyền đạt cũng như là hướng dẫn cho em là từ A đến Z. Yeah. Tất cả những cái gì ban đầu nhất. Đó, thì hồi đó thì Đạt rất là yếu ớt. Yeah. Không có được mạnh mẽ. Đạt người rất là mảnh khảnh. Cho nên là cái sự tập luyện cũng khá là khó khăn. Nhưng mà cái niềm đam mê cũng như là cái sự yêu thích của Đạt đã đưa Đạt được đến cái con đường ngày hôm nay. Thì con cũng đã từng dắt Đạt đi qua Thái Lan thi đấu. Thì hồi đó là cũng đi đấu là đấu giải trẻ thôi. Lúc đó tại Đạt vẫn còn lứa tuổi trẻ qua đó đấu. Nhưng mà Đạt đã thể hiện được một cái năng khiếu bẩm sinh. Và Đạt đã giành được huy chương vàng thế giới trẻ. Vậy luôn. Từ cái đó là cái bước đệm cho Đạt phát triển miết đến bây giờ. Hãy subscribe.
Hình thi đấu thứ nhất, trận đấu bắt đầu. Rồi quét trúng chân phải của Ngô Đình Đạt. Rồi quét trúng trở lại của Hiếu. Bàn tay số 2 của Vương Đạt. Nhà vô địch đã gọi tên Ngô Vượng Đạt, đúng như chúng tôi đã kỳ vọng.